Huyền xin chào các bạn. Chị Thùy Dung ơi, vậy chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như phương pháp học tiếng Anh của chị cho Thu Huyền và các bạn độc giả được biết bí quyết có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo được không ạ? Vâng, cách học tiếng Anh của mình cũng rất đơn giản. Điều đầu tiên đó là mình phải lập trình niềm tin, mục tiêu và những cảm xúc đỉnh cao mà mình cần để phát triển năng lượng. Vấn đề đối với người học tiếng Anh là hay nghĩ đến bản thân mình học kém tiếng Anh, không thể nói tiếng Anh thành thạo được. Nhưng thực tế không phải như vậy. Điều mà hầu hết mọi người đều thiếu đó là sự kiểm soát tâm lý và cảm xúc. Thực tế bạn có đầy đủ tài năng, sự thông minh và năng lượng để nói tốt tiếng Anh ở mức độ cao nhất có thể. Bạn chỉ cần kiểm soát khả năng của mình và sử dụng nó để thay đổi cảm xúc, niềm tin và hành động của mình ngay lập tức như mong muốn của bạn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ về tâm lý học để thành công của chị Thùy Dung. Vậy là chúng ta muốn học tốt tiếng Anh cần phải có một niềm tin mạnh mẽ, mình sẽ thành công, chắc chắn sẽ làm được và mình sẽ hành động ngay. Vậy là 7 ngày học của chúng ta đã trôi qua rồi, Thu Huyền xin mời các bạn tiếp tục đến với bài tiếp theo. Để khởi động cho bài học số 24, mời các bạn. Bài học số 24. Vẫn như lộ trình của bài trước, bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc đi nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé, cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành. Mẫu câu 162. Đến bây giờ tôi mới nghe thấy lần đầu. Khi được nghe một câu chuyện hay một tin tức gì mà ta không thể nghĩ tới, khi đó ta nói đến bây giờ tôi mới nghe thấy lần đầu đó. Vậy diễn tả câu này sang tiếng Anh sẽ như thế nào? Nếu muốn diễn đạt một cách chính xác thì hơi khó diễn đạt, nhưng trong trường hợp này ta sẽ sử dụng news. Khi nói đến News ta dễ dàng nghĩ ngay tới nghĩa bản tin trên TV nhưng ngoài nghĩa đó news. cũng có nghĩa là tin tin tức vì vậy that's news to me có nghĩa là cái đó tôi mới nghe lần đầu đó ngoài ra That out of the blue. có nghĩa là một tia chớp bất ngờ xuất hiện trên bầu trời trong xanh và ta có thể hiểu ẩn ý trong câu này muốn nói là một cái gì đó quá bất ngờ sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. Trong quá trình các bạn nghe và nhắc đi nhắc lại, cơ thể của bạn cũng nên di chuyển, đi từ chỗ này sang chỗ khác trong phòng, sử dụng các động tác mạnh mỗi khi di chuyển và luôn mỉm cười. Lặp đi lặp lại các bài học này ít nhất 4 lần một ngày. Mỗi ngày, cố gắng di chuyển cơ thể để tim đập nhanh hơn trước khi bạn luyện tập bài học và để có thể học tiếng Anh thành công trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn. 162 That's news to me that plus subject plus verb. That's news to me that you were there yesterday. That's news to me that he loves her. That's news to me that you have a boyfriend. That's news to me that she studied in the USA. Vocabulary News. Boy. Some usage with news. Make news. News flash. News maker. Conversation. She came back from Vietnam to the USA a few days ago. Oh, really? That's news to me. Mẫu câu Không mà tôi có làm. There is no way. cộng động từ nguyên mẫu hoặc There is no way that. cộng chủ ngữ cộng động từ có nghĩa là không có cái gì để làm việc gì. Ngoài ra nếu sử dụng cấu trúc I can cộng động từ nguyên mẫu vào sau liên từ that thì lúc này câu sẽ có nghĩa không có cái gì mà tôi có thể làm việc gì. Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ. Từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 163. There is no way that I can plus infinitive. There is no way that I can play the musical instrument. There is no way that I can see the movie. There is no way I can work there. There is no way I can help her. Vocabulary. Nothing. Musical. Instrument. Some usage with nothing. Good for nothing. Nothing but. Have nothing to do with. All or nothing. As slick as nothing. Comes to nothing. Conversation. There is nothing that I can study. How come you tell me like that? <laughs> không lý nào khi ta nói không lý nào là hay không lý nào đã ta sử dụng mẫu câu there is no way that cộng chủ ngữ cộng động từ ví dụ khi nói không lý nào cô ấy yêu tôi rồi ta dùng there is no way that she loves me mặt khác mẫu câu fat chance cộng chủ ngữ cộng động từ có thể được hiểu là không đời nào là ví dụ That chance she me. có nghĩa không đời nào cô ta thích tới đâu sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ từ vựng một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé 164 there is no way plus subject plus verb there is no way that he likes coffee there is no way that she was there there is no way she has a car There is no way my wife drank last night. Vocabulary. Coffee. Drank. Conversation. There is no way that he died yesterday. I couldn't believe my ears either. Mẫu câu 165. Sẽ không làm việc gì nữa sao? Cách dùng của mẫu câu này không khó mà cũng không dễ và đây là dạng câu được sử dụng nhiều khi nói chuyện với người nước ngoài. Đọc mẫu câu xong ta có thể dễ dàng hiểu được nghĩa ngay, đó là không làm gì nữa sao hoặc là sẽ không làm gì nữa sao. Won't là từ viết tắt của will not. Ví dụ khi hỏi hôm nay anh không đi làm sao, ta sẽ dùng Won't you go to work today? Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 165. Won't you plus infinitive? Won't you meet her anymore? Won't you watch TV with me? Won't you go there and check it out? Won't you study English? Vocabulary. Check out. Conversation. What are you doing now? You have no time to lose here. Why? What do you mean, why? Won't you work today? mẫu câu 166. Điều tôi muốn biết là trong tiếng Anh khi nói tò mò, muốn biết, băn khoăn, hiếu kỳ, ta dùng curious hoặc anxious. Ví dụ khi nói tôi muốn biết kết quả bài thi, ta dùng I'm anxious about my test result. Hoặc I'm curious about my test result. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 166 What I am curious about is plus subject plus verb. What I'm curious about is whether you will come here or not. What I am curious about is whether she has a boyfriend or not. What I am curious about is whether she still loves me or not. Vocabulary. Curious. some usage with what What I need is What I want to know is What I can do now is conversation What I am curious about is how did you meet her I told you I can't tell you because it's too personal You're too much Mẫu câu Anh thích loại nào Ta đã kind là tính từ có nghĩa là tử tế ân cần thân thiện dễ gần ví dụ khi nói she is kind có nghĩa là cô ấy rất thân thiện nhưng kind còn được dùng với nghĩa danh từ là loại chủng loại vì vậy khi nói this kind of people có nghĩa là hạng người này loại người này và what kind of man he is có nghĩa anh ta là người như thế nào. Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 167. What kind of plus noun plus do you like? What kind of music do you like? What kind of sports do you like? What kind of movies do you like? What kind of books do you like? Vocabulary. Kind. Music, book, some usage with what kind of. What kind of sport does he like? What kind of cars are you looking for? What kind of food do you like? Conversation, what kind of food do you like? I like everything because I'm very easy. Mẫu câu 168. Việc tôi muốn biết là... No. Và... See. Cả hai đều được sử dụng với nghĩa là biết, nhưng có sự khác nhau rất tinh tế. I see được sử dụng khi ta được nghe một sự thật và vốn dĩ ta không biết từ một ai đó, còn I know được dùng khi một ai đó nói chuyện thêm lần nữa về một sự thật mà ta đã biết. Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 168 What I want to know is, plus subject plus verb. What I want to know is, if she's pretty or not. What I want to know is, if he's rich or not. What I want to know is, if he can work here or not. Vocabulary. No. Pretty. Some usage with no. What do you want to know from me? What do you want from me? What do you want to ask me? Conversation. Do you have any questions well, I want to know is if you have time tomorrow. bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi các bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành trong 7 ngày này bạn sẽ thực hành nghe đi nghe lại nghe càng nhiều càng tốt và nhắc lại cho đến khi bạn có thể tự động nhớ tất cả các nội dung của bài học như vậy kiến thức của bạn sẽ tăng dần theo mỗi bài học chúc các bạn thành công